Anh em chị em chúng ta cùng đứng lên ha. Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài sẽ dẫn dắt kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật, nào gìn giữ giao ước và chứng cớ của Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nhân danh Ngài xin hãy tha thứ tội ác tôi, vì nó trọng. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ chỉ dạy cho người con đường mình phải chọn. Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an, và con cháu người sẽ được đất làm cơ nghiệp. Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người biết giao ước của Ngài. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì điều mà Ngài hứa với chúng con. Lạy Chúa, xin thần linh của Đức Chúa Trời Ngài hiện diện giữa chúng con trong giây phút này, đem tất cả chúng con đến sự thờ phượng Ngài. Amen. Hết lòng, hết tâm trí, hết sức lực chúng con dâng lên sự ngợi khen, cảm tạ, thờ phượng, chúc tụng và tôn cao danh vinh hiển đời đời của Ngài. Lạy Chúa yêu dấu, như lời Ngài hứa với chúng con, Ngài ngự đến. Chúa ơi, xin hãy ngự đến. Ngự đến để tất cả những kẻ thù nghịch ngăn trở gì phải tán lạc. Và ngự đến đụng chạm đến mỗi tấm lòng chúng con, tâm trí, cảm xúc chúng con, để tất cả chúng con hiệp một lòng, một ý dâng lên sự ngợi khen, chúc tụng, cảm tạ, thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy tự do vận hành và làm công việc Ngài đã định giữa vòng chúng con trong giây phút này. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Let us come to worship God. Quyền năng Chúa lớn thay. Chúng ta
ơn Chúa. Hallelujah. I am strong when I am on your shoulders.
ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa sự hiện diện của Ngài ở với chúng con tại nơi này. Cảm ơn Chúa Ngài đụng chạm đến mỗi tấm lòng chúng con, đem chúng con đến sự gần gũi Ngài mỗi ngày càng hơn. Chúa ơi, trong danh Đức Chúa Giêsu, mọi quyền lực gì còn ngăn trở hành trình anh em chị em chúng con đi với Chúa, trong danh Đức Chúa Giêsu, tất cả những thế lực đó phải bị đạp đổ, phải bị phá vỡ. Lạy Chúa, Ngài ban cho tất cả chúng con sức mới từ trời, sự đắc thắng mà Ngài đã đắc thắng. Chúng con cũng đón nhận sự đắc thắng đó cho mỗi đời sống chúng con. Chúa ơi, xin hãy bao phủ và che chở tất cả anh em chị em chúng con, đem chúng con đến sự gần gũi Ngài, đem chúng con đến sự đầu phục Ngài, đem chúng con đến sự yêu mến Chúa càng ngày càng hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa yêu dấu, chúng con nói với Chúa rằng chúng con yêu mến Ngài, chúng con đầu phục Ngài. Lạy Chúa giúp sức chúng con bước đi trong sự yêu mến và đầu phục Chúa luôn luôn. Chúng con cảm ơn Cha. Lạy Chúa yêu dấu, trong giây phút này chúng con dâng chính đời sống chúng con trong tay yêu thương của Ngài, sự gìn giữ, sự bao phủ và sự che chở của Ngài cho mỗi anh em chị em chúng con. Lạy Chúa, Ngài là đấng dẫn dắt chúng con qua mọi sự khó khăn trong cuộc đời này, như lời Ngài hứa với chúng con, dầu khi chúng con phải đi qua trúng bóng chết thì Ngài vẫn ở đó với chúng con. Cảm ơn Chúa, lời hứa của Ngài đấng thành tín. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng con biết trông cậy nơi Ngài. Chúng con để Chúa là đấng dẫn dắt cuộc đời chúng con, thay vì ý muốn chúng con, thay vì sự khôn ngoan mà chúng con nghĩ chúng con có được, thay vì những ý tưởng của con người ở xung quanh chúng con. Nhưng lạy Chúa, giúp chúng con để Ngài là đấng chăn dắt chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta giờ này, chúng ta lấy cơ hội để chúng ta cùng đến và giữ thiệt thánh chung với nhau. Đọc lời Chúa cho anh em chị em trước khi chúng ta đi vào dự tiệc thánh. Chúng ta nhớ tiệc thánh là cơ hội nhắc chúng ta lời Chúa ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 11 thì nhắc chúng ta rằng khi chúng ta dự tiệc thánh thì là cơ hội để chúng ta nhắc cho chính mình. Nếu mà chúng ta chưa làm thì xin Chúa giúp chúng ta những ngày chúng ta bước đi trên đất này rao truyền sự chết của Chúa cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Và cũng nhớ sự chết của Chúa là vì tất cả chúng ta. Lời Kinh Thánh đã nói rằng thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta tưởng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, làm cho khốn khổ. Vì Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự xử phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa đã sắm sẵn hết tất cả rồi. Anh em chị em, hãy đến đón nhận lấy trong đức tin. Trong đức tin. Nếu chúng ta thiếu đức tin trong sự đón nhận mọi lời hứa của Chúa thì xin Đức Thánh Linh ban cho chúng ta ơn đức tin để chúng ta đón nhận những điều mà Ngài hứa cho chính mình, cho những nhu cầu trong cuộc sống của mình hàng ngày. Trong khi chúng ta dự tiệc thánh cũng là cơ hội anh em chị em đã sắm sẵn thì chúng ta làm công việc dâng hiến luôn. Chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con cơ hội đến trong bàn tiệc của Ngài để nhắc nhở về sự đau thương mà giá mà Ngài đã trả cho chúng con để chuộc chúng con khỏi sự chết tội lỗi và sự rủa xả. Lạy Chúa yêu dấu, Ngài đã gánh hết tất cả. Ngài đã gánh hậu quả của tội lỗi. Ngài đã gánh rủa xả vì tội lỗi của con cái loài người. Và Ngài cũng đã gánh tất cả những hậu quả mà khi chúng con lìa bỏ Ngài, Chúa đã gánh hết trong thân thể của Ngài. Lạy Chúa yêu dấu cho chúng con đến trong giờ này đón nhận và được hiệp thông với sự chết về cuộc đời yếu đuối tội lỗi chúng con, và cũng hiệp thông với
sự đắc thắng mà Chúa đã từ kẻ chết sống lại trong đời sống mới mà chúng con bước đi với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, lạy Chúa Thánh Linh xin hà hơi trên của lễ này để chúng con nhận lãnh. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa, lời của Chúa, sứ đồ Phaolô viết và nhắc lại cho chúng ta. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm này bị nộp lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra và phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúng ta nhận lấy. Cũng một thấy sau khi ăn bữa tối, rồi Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta. Hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúng ta nhận lấy, anh em chị em. Tôi chia sẻ một chút xíu. Thường thường lúc trước khi mà chưa có Covid á, thì hội thánh không có dùng mấy cái ly này. Chúng ta có nước nho, rồi đúng ra đó là quý vị được uống rượu, nhưng mà tại vì sợ có nhiều người không hiểu tại sao mà dự tiệc thánh là rượu, nhưng mà đó là cái cách mà trong cái ngày lễ vượt qua Chúa với các môn đồ làm điều đó, chứ không phải nước nho không. Nếu mà nước nho để bình thường nó sẽ biến thành rượu, rượu nhẹ thôi. Mà chúng ta để ý cái bánh mà khi chúng ta dự tiệc thánh đó, tức là bánh không men của người Do Thái. Bánh không men của người Do Thái, anh em chị em để ý nha. Từ trước giờ hội thánh chúng ta dự như vậy. Nếu ai chưa biết đó, đi ra những cái tiệm mà vô cái khu mà thức ăn của người Do Thái thì chúng ta thấy matzah, đó là cái bánh không men. Mà cái bánh không men đó, từ lúc mà người Do Thái trong cái đêm đầu tiên mà họ làm cái bánh không men để rồi họ ăn, rồi họ đi ra khỏi xứ Ai Cập đó, chúng ta để ý nha, cái bánh không men rất là tuyệt vời, cái hình ảnh đó, thân thể của Chúa bị đánh, bị đâm, bị như thế nào. Chúng ta thấy cái chúng ta để ý khi mà họ làm bánh đó nha, các người mà làm bánh phải tuân theo cái luật mà Chúa dạy rất là rõ rệt. Cái bánh đó khi mà thứ nhất không men, thứ nhì là khi mà làm cho nó xong thành cái miếng bánh mà dẹp rồi đó, thì phải rạch những cái con đường ở trên cái bánh đó, rồi ra sau đó phải lấy đâm cái lỗ trên cái miếng bánh đó trước khi nướng nó. Đó là cái hình ảnh mà sự mặc khải của Chúa đã bày tỏ qua cái bánh đó về sự chết mà Chúa phải mang
cho chúng ta. Ngài bị đánh, Ngài bị đâm, đó là hình ảnh mà Chúa đã chịu. Cho nên anh em chị em, nếu chúng ta suy gẫm tất cả những gì về cựu ước đều có những hình ảnh rất là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta hiểu được Chúa không để cho dân sự của Chúa bước đi trong cái sự mà tin một cách mù quáng. Chúa không để cho chúng ta bước đi như vậy. Thậm chí nói nếu mình không tin Chúa, Chúa còn nói thử đi, nếm thử đi, nếm thử. Chúa nói nếm thử Chúa coi có thấy Ngài là tốt lành không. Nếu không tin, thử đi. Em xem ơi, bất cứ vấn đề gì chúng ta cũng có thể. Chúa nói thử đi, nếm đi, Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta thấy. Cho nên trong cái lời hứa của Chúa, anh em chị em, thử đi. Thử là tin đó, chứ không phải thử thách Chúa. Thử cái đức tin đó. Nếu mà chúng ta đã thử thế gian nhiều rồi, hãy thử đức tin. Tại vì lời Chúa rất là mầu nhiệm, và công việc của Chúa làm cũng rất là mầu nhiệm. Những điều gì mà Ngài hứa với chúng ta cũng rất là mầu nhiệm. Chúng ta lấy cơ hội này cũng trước khi chúng ta chào nhau thì tôi muốn anh em chị em chúng ta đứng lên để chuẩn bị đi chào. Và chúng ta nhớ có những người chúng ta chưa biết á, thì hãy đến chào họ trước. Chứ còn quý vị chào tôi thì tôi cũng đã lâu rồi. Cho nên tôi khuyến khích, không phải đây là điều mà tôi phải nhắc mỗi lần, nhưng mà hãy nhớ nha, hãy đến với người chúng ta chưa biết tên, đến với người chúng ta ít chào nhất, hoặc là những người mới có mặt, chúng ta chào họ. Anh em chị em chúng ta cùng đứng lên đi nhé. Chúng ta lấy cơ hội để chúng ta đón chào người mới, cô Liên, bạn của cô Vân ở giữa vòng chúng ta. Chúng ta đón chào người chị em, và chúng ta đến chào. Hallelujah.